best man. I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark, you 7 days a week, I'll be up all night. Day and night, day and night. I'm a best man. I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark, you 7 days a week, I'll be up all night. Day and night, day and night. Yeah, chào đón sự trở lại của Graphic Mùa Ba. Live a life to the maximum. All day and night. All day and night. All day and night. Live a life to the maximum. All day and night. All day and night. All day and night. I'll be up all night. Cause you can live your life sitting down. I'm a king. I'm a boss. I'm a spin. Let it go. It happened. Đến với casting Rap Việt mùa 3 tại 11 Club. Và hôm nay host chương trình hôm nay đó chính là Sai Đi Rap Việt mùa 2. Và năm nay có tên khác đó chính là Đi Bồn. Dạ vâng, hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy đây có rất là đông thí sinh hôm nay đó. Về chưa mọi người. Chứng tỏ là cái mùa sắp tới, mùa 3 này sẽ có một cái gì đó sẽ biến động, làm cho chương trình năm nay có thể là worldwide hơn, đạt quốc gia hơn đó mọi người. Năm nay có vẻ là căng hơn mùa 2 rất là nhiều luôn ạ. Em thấy năm nay khác hơn với cả chương trình năm ngoái là năm nay sẽ không có thông báo là ai được vào và ai không được vào, và cũng không có vòng phỏng vấn luôn, nên là làm cho mọi người sẽ rất là bất ngờ và sẽ rất là kiểu bí ẩn. Đây là lần đầu tiên em đi casting trong Sài Gòn. Năm ngoái là em casting ở ngoài Hà Nội, thì Hà Nội thì trời rất là lạnh, nhưng mà ở trong này thì rất là nóng, và ở trong này thì nó khác là rất là đông người nha mọi người, rất đông thí sinh và toàn những khuôn mặt mới, em không biết một ai hết, rất mới và rất áp lực đó mọi người. Hôm nay là ngày từ trường, cho nên là có học sinh cũ về thăm giám khảo. Một tràng tay dành cho NCK. Lớp học. Ok, đây là mọi người đã thành công rất nhiều từ Rap Việt, và đặc biệt là đều là những người phát triển trong cuộc sống, đời sống âm nhạc, về cuộc sống ngoài đời. Thật sự là tôi cũng mong là sẽ gặp được rất là nhiều những MCK ở ngoài đời thêm nhiều lần nữa, và rất là mong mọi người sẽ luôn có cái tinh thần ủng hộ cho Rap Việt và đồng hành cùng Rap Việt cùng với chúng tôi năm này qua năm khác, để chúng ta tìm thêm được nhiều những con người thành công như thế. Cảm ơn MCK rất nhiều. That's why everyone make some love for MCK. Yeah. Bạn đoán nhân vật bí ẩn là ai? Mọi người bí ẩn hả? Khó quá, chắc không đoán được đâu. Để coi. Thì kể tên thì mình không nói được, tại vì mình không biết gì đâu. Không biết là ảnh đâu. Không biết là ảnh đâu. Em đoán người đó là Naruto. Không, em đồ đó. Em nghĩ sẽ có hai offer xuất hiện. Em vẫn hope so đó là anh Karik hoặc là anh B-Ray. Trắng. Rất trắng nha. Cái làn da đó rất là trắng, không tì vết. Cái mũi, anh Karik, cái mũi rất là cao và trắng nha. Em có nói là Karik, tại vì em thấy cái chiếc nhẫn, em thấy cái làn da đó, em thấy cái tướng ngồi đó là em nghi lắm. Em nghi thầy em lắm. Nhưng mà cũng không phải hoặc là anh yêu thương. Nhưng mà em vẫn nghi thầy em lắm. Thầy em lúc nào cũng bảo anh không đi Rap Việt mùa 3 đâu. Em nghi đó.
Em nghi một người. Em nhìn dáng rồi em biết mà. Thấy em mà. Em biết rồi. Học cho cưng. Cưng ở đâu có biết nhưng mà không cưng. Đối với em thì em nghĩ đó là đi đây. Dạ. Tại vì sao? Tại vì social đồ. Dạ đúng rồi, em nghĩ là social đồ nữa. Em thấy dáng ngồi hơi giống. Và em cũng để anh đi đây hay ngồi kiểu như vậy. Em cũng không biết nữa. Em nghĩ trong đầu là vậy thôi. À, mình cũng quan sát cái người bí ẩn đó khá là nhiều. Thì cái tay làm mình nghĩ đó là có thể là anh B-Ray. Cái tay da rất là trắng, đeo rất là nhiều nhẫn. Lúc đầu mình có nghĩ đến MCK nhưng mà tay của MCK thì có vẻ dài hơn. Nên là mình nghĩ là B-Ray hoặc là anh Andre. Mới nãy là đoán ai chứ? Tụi em cũng đoán giống nhiều lắm. Em nghĩ chắc anh Vinh Râu á. Chắc anh Vinh Râu á. Mới nãy là mình nói là B-Ray nhưng mà bây giờ mình thay đổi là được không? Anh ấy ok. Yeah. Mình thì đoán anh Karik. Mình thì Karik, LK, Vinh Gâu và Marcel. Đây rồi. Đây là cái người mà giấu mặt cái giọng á. Cái người đó hả? Cái người đó hả? Cái người đó thôi. Cái người bự bự đó, nghĩ là B-Ray. Ủa, đúng rồi, B-Ray. Yeah, B-Ray. Ra việc mùa ba. Đó. Em có thể luôn anh nhây quá. Như bọn hâm. Hello, hello ai, hello. Chào đến tiếp tục với series của Devon tại Rap Việt mùa 3. Và hôm nay chúng ta lại có thêm một khách mời rất là đáng quý. Một khách mời mà có ở trong một trong năm nữ thần ở trong Rap Việt mùa 2. Đó chính là cô bé Gia Văn Đè. Dạ vâng. Dạ vâng, bây giờ đây để chị hỏi okay. Năm nay em cảm giác như thế nào khi em quay lại với Rap Việt mùa 3 và tại sao em lại quay lại Rap Việt mùa 3? Em thấy cũng rung như mùa 2 nha. Tại sao lại run? Sao lại run? Không biết nữa, nó cũng nè tay chân còn đang rung. Ôi sao lại run rồi? Em cảm thấy cái không khí của Rap Việt mùa 3 lần này có khác gì với Rap Việt mùa 2 không? Khác chứ, mà em thấy mọi người có vẻ... có vẻ rất là im lặng. Náo nhiệt hơn. Đông hơn. Đâu rồi, em gặp dàn ban giám khảo chưa? Chưa. Em nghĩ là có những ai? Thì hôm bữa em thấy chương trình mấp mé là có chị Su rồi. Xong rồi hồi nãy cũng lên đọc là thấy là có anh Ti rồi và có nhân vật bí ẩn. Em nghĩ nhân vật bí ẩn đấy là ai? Hồi nãy em thấy người quen của nhân vật bí ẩn cho nên là em nghĩ người nhân vật bí ẩn là Karik. Là thầy chị. Đúng biết rồi. Đâu là Wowy sao? Nếu mà anh Wowy em phải gặp người khác, còn anh em gặp người khác. Em cũng tình ý đấy. Mọi người cũng cẩn thận, tại vì rapper nữ ở đây còn có cả một tài năng nữa, đó chính là sử dụng trực giác thứ 6. Là để những cái chi tiết ở bên ngoài là xem là mình hôm nay là có những ai, có những gì và hoạt động như thế nào đó, mọi người cũng cẩn thận đấy. Khoan, chị thi chưa vậy? À, chị thi xong rồi. Và thi xong thì bây giờ chị xuống chị làm VJ. Bạn là nhất nha. Bạn là nhất bạn rồi. Sinh và được gặp tất cả các gương mặt thân quen đến từ quê nhà của mình và cũng như tất cả những cái tỉnh lân cận gần đây. Yeah. Một điều đặc biệt tôi muốn giới thiệu trước cho các bạn là ngày hôm nay sau 2 mùa không có cái điều này thì hôm năm nay chúng ta sẽ được gặp cái điều này ngay tại đây, chỉ có 102 và lần đầu tiên trong 3 mùa hai giám khảo đến từ miền Nam sẽ ra đây trực tiếp để chọn lựa chúng ta trong cái buổi sáng này cũng như là ngày mai. Yeah. Và đây là chúng ta hãy thể hiện cái tinh thần hiếu khách dành cho hai người bạn của tôi.
Thực sự thì những người mà đến đây buổi sáng này thì mới biết được là cái giám khảo bí mật của chúng ta là ai, đúng không ạ? Thực ra nó có câu chuyện của nó. Không phải là vì chương trình mong muốn là mở mặt nạ anh này ra trước đâu, mà tại vì là ngày hôm qua chúng tôi có đi dẫn nhau đi ăn phở. Và thực sự là anh ấy về ăn xong cái người anh mướt mát mồ hôi. Cho nên là minh chứng một điều cho thấy là không có một thế lực nào có thể bước qua được mùa nồm của Hà Nội. Chính vì thế mà chiều hôm qua là chúng tôi đã giải cứu cho anh, và là giúp anh được giải cứu để cho là không phải mặc cái bộ đồ đấy trong 2 ngày này ở Hà Nội nữa. Tại vì chúng tôi muốn đảm bảo sức khỏe cho anh để tiếp tục chương trình. Ok, chào mừng Karik đến với Rock Viện. Chào mọi người. Chào buổi sáng năng lượng. Hôm nay là mình tới với Hà Nội là rất là chuẩn bị. Tại vì mình luôn luôn hiểu là hip hop ở Hà Nội là rất là mạnh. Và cho nên mình cũng sẽ có những cái chuẩn mới hơn khi mà quay về với lại Rap Việt. Và đặc biệt là Rap Việt mùa 3. And mình không muốn đợi lâu nữa ha. Xin thấy là mọi người đã đợi từ sáng tới giờ. Và bây giờ mọi người sẵn sàng chưa? Let's go, let's get it. Và cuối cùng, không được khen ban giám khảo đẹp trai. Yeah. Ở đây thì chúng ta đã có một cô gái rất là xinh đẹp rồi, nhưng mà cô ấy lại mang theo một cái lời nguyền, gọi là lời nguyền Suboy ở trong Sài Gòn nhá. Mọi người ekip không để ý đâu, nhưng mà có một cái lời nguyền Suboy là hễ cứ ai lên mà cứ nịnh nịnh chị Su, khen khen chị Su là y như rằng khoảng 4 câu là stop. Tôi không hiểu tại sao, nhưng mà các bạn không cần nên không cần gọi là tỏ ra một cái gì đấy nó quá ghê gớm ở đây cả. Chúng tôi đều biết là chúng tôi đẹp trai xinh gái rồi, cho nên là chúng ta cứ làm hoàn thành tốt cái phần trình diễn của mình là ok. Và xin chúc cho các bạn thực sự tự tin và đứng vững để chúng ta có thể tiếp tục được một cái mùa 3 này thực sự năng lượng. Yeah. Cảm ơn anh rất nhiều. Hoa Vương đang phát sóng trên ứng dụng Vion